Xin chào quý khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin tổng hợp. Hôm nay là ngày chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì khu vực tây bắc Hoa Kỳ gồm cả Washington và Oregon trong cơn nắng nóng khủng khiếp. Một trận nắng nóng khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử đã khiến cả khu vực dọc bờ biển ở Thái Bình ở Thái Bình Dương và vùng Tây Bắc Hoa Kỳ như đang trong lò lửa với nhiệt độ lên đến hơn 100 độ F vào hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 6 và các giới chức của hữu trách kêu gọi dân chúng phải hết sức cẩn thận trong lúc công ty điện yêu cầu khách hàng tiết giảm sử dụng năng lượng vì nhu cầu lên quá cao. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters vào hôm Chủ nhật, thì tất cả các khu vực tiểu bang Washington và Oregon cùng với nhiều nơi ở Idaho, Wyoming và California hiện đang báo động về tình trạng nóng cực độ với nhiệt độ tăng 20 đến 30 độ F so với mức bình thường trong cuối tuần này cũng như là trong tuần tới theo loan báo của cơ quan khí tượng quốc gia NWS nói rằng đợt nắng nóng này nhiều phần sẽ là ghi gớm và kéo dài nhất trong lịch sử của vùng nội địa tây bắc Hoa Kỳ NWS cũng cho hay khắp vùng sẽ có rất nhiều à, kỷ lục nóng mới được tạo ra và tại Seattle, nhiệt độ lên đến 102 độ F vào hôm thứ bảy và có thể lên đến mức kỷ lục mới là 106 độ F vào hôm thứ hai và chính quyền nơi này kêu gọi 725.000 cư dân thành phố hãy uống nhiều nước, đóng rèm cửa sổ, dùng quạt hoặc là đến trung tâm giữ mát do thành phố thiết lập nếu cần. Một cư dân có tên là And the Noble Land. trên trang Twitter viết rằng là khí hậu ngoài trời cực kỳ gay gắt và đi bộ đến bưu điện nhưng sau đó phải gọi lift để về nhà, ngay cả uống nước nhiều, che nắng đứng nghỉ mát ở nơi có bóng mát cũng chẳng giúp gì. Và giới hữu trách ở um, Monmouth County, tiểu bang Oregon, vốn gồm cả thành phố Portland khuyến cáo dân chúng rằng với nhiệt độ linh cao hơn 100 độ F, hệ thống chuyên chở công cộng có thể bị trì trệ, tạo thêm nhiều trường hợp cấp cứu y tế do khô nhiệt và gây ra tình trạng mất điện vì nhu cầu sử dụng linh quá cao. Và thời tiết cũng thông báo rằng là tình hình thời tiết như thế này vô cùng khô ráo và cùng với gió nhẹ có thể tạo thêm chế rừng trong những tuần tới. Và số người thiệt mạng trong vụ tòa condo đổ sập ở Florida tới bây giờ là 9 người. Thị trưởng Miami là bà Daniel Levin Cava vào sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6, loan báo số người thiệt mạng trong vụ tòa condo sập ở Florida lên đến 9 người và trong con số này có một người chết tại bệnh viện, số còn lại được mang xác ra khỏi đống đổ nát. Trước đó, các nhân viên cứu nạn vào hôm thứ Bảy tìm thấy một thi thể trong đống đổ nát của tòa condo cao 12 tầng bị sập gần Miami, nâng tổng số tử vong được xác nhận tính đến tối ngày thứ Bảy là 5 người, trong lúc tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn sống sót khác. Sở cảnh sát Miami vào khuya ngày thứ Bảy nói rằng là 4 trong số 5 người thiệt mạng nay đã được nhận diện rõ ràng cùng với nơi họ ở trong tòa condo lúc bị sập, một trong số những người này là mẹ của một bé trai được cứu vào đêm xảy ra thảm họa, một cặp vợ chồng trong độ tuổi gần 80 và hơn 80 cùng là một người đàn ông 54 tuổi. Giới hữu trách nói là các phần thi thể họ tìm thấy đang được gửi đến văn phòng pháp y và cũng thu thập mẫu DNA từ những người thân nhân sống trong tòa nhà để có thể giúp nhận diện được. Liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì Việt Nam lần đầu tiên có ca chết do Covid-19 chứ không phải là bệnh nền. Hôm 27 tháng 6 hôm nay, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xác nhận là bệnh nhân 14.656 là trường hợp tử vong thứ 76 tại Việt Nam. Không rõ lý do vì sao mà tin này được loan báo 2 ngày sau khi bệnh nhân qua đời. Theo báo mạng riêng, người phụ nữ 53 tuổi sống ở tại Bình Tân được đưa đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch vào hôm 24 tháng 6 trong tình trạng hôn mê, thở oxy, bóp bóng qua nội khí quản. Bà này qua đời hôm sau với nguyên nhân tử vong được công bố là viêm phổi cấp tính mức độ nguy kịch là chứng tỏ suy hô hấp cấp tiến triển sốc nhiễm khuẩn và cùng thời điểm thì tờ Tiền Phong cũng nhấn mạnh bệnh nhân nêu trên không mắc bệnh nền tử vong do Covid-19. Như vậy, đây là lần đầu tiên mà Việt Nam công bố ca tử vong Covid-19 chứ không phải là chờ bệnh nền như 75 ca trước đây. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, ở đợt dịch thứ tư đã có 41 ca tử vong liên quan đến Covid-19, trong đó phần lớn các ca bệnh tuổi cao, các bệnh nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, công vào cuộc sống thần nhân tạo, viêm gan và đáng lưu ý là tương tự tin các ca bệnh Covid-19 chết do bệnh nền. Mỗi khi có ca tử vong sau khi chích vaccine, các báo Việt Nam đều ghi nhận lập lờ là chưa rõ nguyên nhân hoặc là do nhồi máu cơ tim. Các ca tử vong khi chích vaccine AstraZeneca gần nhất là ông Lâm Tấn Đại, 38 tuổi, công an viên thuộc phòng hậu cần công an tỉnh Trà Vinh. Cơ quan này phát đi thông báo xác nhận là ông Đại chết do nhồi máu cơ tim. Trong khi đó thì ông Ngô Bảo Châu loan báo đóng trang cá nhân, dân mạng đề nghị hãy suy nghĩ lại. Hôm 27 tháng 6 thì hàng trăm Facebooker để lại bình luận bên dưới bài đăng trên trang cá nhân của giáo sư Ngô Bảo Châu về việc ông sẽ đóng Facebook. Ông Châu 49 tuổi, vị giáo sư song tịch Việt Pháp, trở thành nhân vật của công chúng sau khi giành được huy chương Fidos vào năm 2010. Thời gian gần đây thì ông không còn cảm giác hào hứng với trang mạng xã hội nói chung và trang Facebook. Ông cũng viết thêm rằng là những người bạn trên mạng xã hội vẫn có thể liên lạc với ông bằng nhiều cách khác. Bên dưới bài đăng thì cả trăm Facebooker bày tỏ sự tiếc nuối cũng như mong ông Châu suy nghĩ lại. Trong những năm vừa qua thì giáo sư Châu đã được ghi nhận nhiều lần lên tiếng về các vấn đề thời sự xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng. Hồi năm 2009 thì BBC tiếng Việt cho hay là ông Châu đã gửi một bức thư kiến nghị về dự án bầu ở Tây Nguyên trong bức thư ông đề cập đến chính sách tượng trưng mới của chính quyền Trung Quốc về khai thác khoáng sản trên toàn cầu, nhất là tại Tây Nguyên. Ông cũng đưa ra cảnh báo, phần còn lại là có phần hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh. Và cũng liên quan đến vụ án của Huy Hà Vũ hồi năm 2011 thì ông Châu bình luận rằng là không thể lấy sự cẩu thả và sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ. Và liên quan đến phần tin đến tại Pháp, thì một khán giả đã cổ vũ quá đà gây tông xe hàng loạt trong trận đầu tiên của giải đua xe đạp nổi tiếng của Pháp, đó là Tour de France vào hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 6 theo đài ESPN. Trận đua xuất phát từ ở Pháp, chưa được bao lâu thì khán giả này đã ôm tấm bảng bằng capo lớn nhảy ra giữa đường, dường như muốn xuất hiện trên truyền hình. Và các quý vị, do không có đủ thời gian để tránh tay đua người Đức là Tony Martin trong tông trúng người này và khiến hàng loạt chiếc xe phía sau ngã theo. Và đây là vụ tông lớn đầu tiên trong chặng thứ nhất. Vụ tông thứ nhì xảy ra cách đích đến 5 dặm, trong đó có tay đua người Anh quốc từng 4 lần vô địch giải này là Chris Form và nhiều người khác. Sau đó, ban tổ chức Tour de France lên Twitter kêu gọi cổ động viên bảo đảm an toàn cho các courer. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại quý vị trong phần tin vào ngày mai.